vì săn một con rắn. Mặc dù chim bỉm bỉm là một loài chim có bản năng săn rắn rất tuyệt vời, nhưng khi đối mặt với những loài rắn lớn hơn, loài chim bỉm bỉm lại cực kỳ thận trọng. Ban đầu chúng sẽ cố gắng đi vòng quanh con rắn để tìm điểm yếu bằng cách xòe rộng đôi cánh của mình. Chim bỉm bỉm sẽ làm loài rắn hoảng sợ và mất tập trung, từ đó con rắn sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở. Sau đó con chim bỉm bỉm sẽ cố gắng đi vòng lại sau đầu con rắn và cố gắng dùng mỏ của mình để tấn công phần sau đầu. Cách tấn công của chim bỉm bỉm cũng rất thận trọng, chúng không hề vội vã vồ vập vào con rắn. Thay vào đó, loài chim này sẽ tấn công một cách cực kỳ nhấp nhá, cứ vào mổ một hai cái rồi lại bay ra, rồi lại vào mổ một hai cái rồi lại bay ra. Hành động này sẽ lặp đi lặp lại tới khi con rắn bị mệt và bị thương nặng thì thôi. Khi đó con rắn đành buông xuôi và không còn kháng cự. Đây là cách mà con bỉm bỉm đi.